lắm. Lấy rồi. Cái đầu đục khác. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trưa nay em mời bà con mình đi vô chợ Hòa Bình ăn trưa nha. Chợ Hòa Bình đây. Hôm qua thì đi vô đây thấy rất là nhiều món. Thì hôm nay mình lại tiếp tục khám phá. Rồi em mời bà con tham gia cho vui nha. Giờ để mình vô xem coi có món gì không nha. Có món gì hấp dẫn. Đi vô. Ở trong đây chạy xe luôn. Đây chúng ta đang có mặt ở giữa lòng chợ Hòa Bình. Ở đây có rất là nhiều món luôn nè. Mọi người chúng ta đây. Bún thịt nướng, bánh ướt, bánh hỏi, bánh cuốn. Ở này buổi sáng thì có bánh cuốn nè. Buổi trưa thì hết rồi. Cô ba lợi. Không có mua chị. Bún mắm. Trong này ngồi rất là mát. Tự nhiên đây nóng lên. Cái trần này là trần đúc. Đằng kia có cơm chay nữa đó. Rồi bún bò Huế. Ngồi đây ngay cái chị bán nước nè đó. Ngay chỗ này là bún thịt nướng, bánh hỏi mà không có. Bây giờ là 2 giờ trưa, 2 giờ 15 trưa, 20 giờ. Tranh thủ ăn tí. Vô làm tiếp. Hôm nay thì nghỉ. Nghỉ lễ ở Việt Nam thì nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 là hôm nay nè. Ủa là hôm qua chứ. Hôm nay là nghỉ bù. Hôm nay nghỉ bù của ngày hôm qua, tại hôm qua là ngày chủ nhật. Ở đây là ngay mặt đường, con đường gì ta? Bùi Hữu Nghĩa. Ở trong này rất là mát nha. Mình ngồi chỗ thì mình thấy kêu nhiều món lắm. Hôm nay thì bạn đồng nhỏ ở nhà, Đây là bơ dầm. Hàng ra tới. Này là bánh hỏi chả giò. Con này là bún thịt nướng. Quen cái đậu phộng. Quan trọng là có chả giò này. Nó là đầu tiên ăn cái món này nè. Thường này bánh hỏi với heo quay này có bún hỏi chả giò. Chắc phải chan cái gì vô đó hả? Cái này mà hai người một muỗng thôi, đâu cần. Bánh hỏi dẻo à. Trộn rau lên nha, Món này giống như bún chả giò vậy, nhưng mà thay vì bún thì là bánh hỏi. Ủa nóng uống luôn má ngon. Rồi uống luôn nó đã gì đâu. Ăn uống lúc nào cũng đã. Ở như chợ này bán ban ngày không phải không chị? Hàng ăn là bán tới 2 giờ, trong lòng chợ cũng 2 giờ luôn á chị. Trong lòng chợ bán tất cả đồ là 2 giờ hết. Quần áo là 6 giờ. Sáng hàng ăn này bán nhiều hơn. Cũng vậy mà không vậy. Nhưng em thấy còn mấy sạp trống hay là người ta nghỉ hay là chưa có người bán ha. Ở đây chợ này cũng xưa nè, mà không có đông đúc bằng chợ Bến Thành hả chị, nên tao bán cũng hơi khó khăn ha. Rồi cô chú anh chị nào đi du lịch đi ngang đây á, vô chợ này ngồi rộng rãi mát mẻ. Ở đây rộng rãi hơn chợ Bến Thành, mát hơn chợ Bến Thành. Chợ giòn ngon. Chợ này tô hoành tráng luôn á, tô bự quá. Cái này bún với thịt hả? Bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Nước mắm này, nước mắm chua ngọt. À, nước mắm chua ngọt giống như nước mắm măng ốc nè. Chả giòn ngon nè. Chợ này là ngoài đông, nó trong vắng. Buổi sáng ở trong chợ đông không chị? Đúng đông. Đông hả? Phải có hành quần áo rồi. À. Nó quần áo thấy nhiều à. Đã bán buổi tối nữa mà. Không, không ở ngoài em thấy ở ngoài á. Ở ngoài. Ở ngoài chợ đêm. Ở giờ ngoài đường chịu không nổi luôn á chị. Ngoài đường giờ là có 40 độ. Ủa sao ở nhà mình mua cái bánh hỏi không giống này ta? Bánh hỏi giống như quê. Bánh hỏi này nó dẻo ngon. Đúng không? Nó cung nó ăn món hàng. À, giờ ăn bánh hỏi, chưa ăn thịt nướng. Thịt băm nhuyễn à. Nem cũng là thịt đúng không? Thịt xay ra. Thường với sư đệ nói vậy. Ăn đi cho khỏe. Ăn gạo cho mau lớn. Quá. Ăn xong uống ly nước. Hết ly nước. Hết ly nước. No luôn. Nãy quên hỏi giá này nhiêu. Này ăn yếu quá. Hôm qua em đi vô chợ này rồi mới ghé chỗ Vĩnh Phong. Ủa chỗ phố Dịch Quay nên mới biết chỗ này. Hôm nay thì đi khám phá thử ở đây có món gì. Thì thấy tại đi giờ này cũng giờ cuối à, 12 giờ, đây 2 giờ người ta nghỉ rồi nên còn có không nhiều món lắm. Mình thấy bún thịt nướng là nhiều nhất, hủ tiếu, rồi cơm. Những món ăn cơ bản hàng ngày ha. Ở đây thì không có gì đặc sắc, nhưng mà được cái dân dã, ngồi mát mẻ đó, cái trần nhìn rất là mát luôn nè. Quan trọng cái trần ha, cái trần này có từ xưa tới giờ luôn, đặc biệt, kiến trúc đặc biệt. Nãy giờ em nó giòn giòn. Rồi, em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Chút nữa mình ra bên ngoài mình xem không khí bên ngoài đó, nắng cỡ nào vậy. Ngồi hôm nay thấy mát, đi ra ngoài thấy thì không nổi. Hồi này để coi giá đây là nhiêu. Ở đây khách du lịch nhiều lắm. Cái này là phái đoàn đi du lịch, đoàn du lịch vô đây một vòng chợ lớn, họ khám phá chợ lớn, chợ Hòa Bình, tới khu này họ mua sắm nữ trang, những cái vòng đeo tay này. Ở đây bán từ 4 giờ sáng, chợ mở cửa đến tầm 3-4 giờ kết thúc phiên chợ. Trong lòng chợ, ở đầu ở ngoài lòng chợ họ sẽ bán nữa. Còn hàng ăn thì bắt đầu chắc cỡ tầm 7 giờ. 7 giờ chúng ta đã có đồ ăn rồi. Rồi những người khách du lịch nè. Rồi chúng ta đi ra ngoài nha. Ly nước này là 20, còn bún 30. Ngon rẻ. Wow, ngoài đường quá trời nắng luôn. Đây là mặt đường Bạch Dân. Theo hướng này chúng ta về Trần Quang Khải nè. Đây ngay chợ này, ngoài lòng chợ. Chỗ này buổi chiều bán rau cải. Rồi tới đây thì là chợ cá Đào Tấn. Nắng quá. Rồi chúng ta kết thúc hành trình tại đây nha. Hẹn gặp lại bà con mình trong những cái video tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.